Ai vậy? Tao nè. Kêu gì vậy? Cái làm gì vậy? Tao giặt đồ nè. Ê, đi chơi không? Đi chơi. Thôi không đi đâu, giặt đồ mất công bà gì mới chửi chết. Thôi đi chơi tao xíu đi về giặt. Về? Đi chơi tao xíu đi rồi về giặt. Thôi không đi đâu. Thôi mà đi đi mà. Thôi không đi đâu mày ơi, mất công bị chửi chết. Trời, có nào bị chửi ta? Ngoài có đầu vui mà đi. Anh chơi làng đang chơi cái con ngoài kìa. Trời, mấy anh chơi làng này kể mấy anh chơi làng. Vậy? Ông đang chơi cái con ngoài kìa. Dữ gì sao? Đi chơi tao đi. Ôi tao không có đi đâu mày ơi. Trời ơi, nghiện nhỏ. Đi nó công là bà gì tao thấy bà chửi chết. Không có đi đâu. Đi xíu rồi. Thôi nó không có đi mày à, thiệt chứ. Ôi. Đi. Hay đi xíu về nha. Ôi, tao không có chửi đâu. Để tao bơi cho mày lẹ đi mày ơi. Mày nói không đi đó. Mấy trai đó là tâm tốt mà. Có mày mấy trai chứ ai mấy trai. Tao không hề mấy trai hết chứ sao sao. Mày bơi cái kiểu gì vậy? Ở chỗ nào? Cái chân trên đó nè. Rồi. Đâu con đi đâu tới bây giờ chưa về. Đứng lại. Về kìa mẹ. Dạ dạ thưa dì mới về. Đi đâu tới giờ mới về ạ? Con đi ra đầu làng con mới về. Đi ra đầu làng làm gì? Tao đâu có kêu ngoài đâu. À con đi làm công chuyện. Công chuyện gì? Chuyện lớn chuyện nhỏ gì? Giặt đồ chưa? Xíu mà giặt sao? Xíu giặt sao gì, đồ đã không có đồ để mặc rồi. Mà xíu giặt sao rồi đồ đâu? Ở ngoài bờ sông. Trời ơi mày để ngoài bờ sông rồi chúng đi ngang chúng lấy hết trơn rồi mẹ con tao mặc cái gì? Chắc hả? Giờ không chừng nó đi ra ngoài không còn bộ đồ để bận luôn á mẹ. Rồi, ủa hồi mơ tao nhớ tao dặn là đi giặt đồ xong là đi ra ngoài đồng gặt lúa. Bây giờ gặt lúa chưa? Thì con gặt được phân ít thì để chiều ra gặt nữa. Chiều ra gặt nữa hả? Dạ. Rồi tao đợi mày chiều ra mót lúa gặt lúa ở ngoài đó là người ta đem về hết trơn rồi. Người ta gặt về hết trơn, không còn tới lượt mình gặt đâu ha. Trời ơi là trời, ăn tới mày đi đâu mày nói khai thiệt cho tao nghe. Lẹ lên. Dạ con. Lẹ lên. Lẹ, dạ dạ con đi nhìn trai mà. Mẹ thấy chưa? À, không có, con đi ngay đầu làng, con làm công chuyện. Công chuyện gì? Hả? Mày có công chuyện lớn, công chuyện nhỏ gì để mày làm? Ở cái nhà này tại sao mày không ở nhà mày phục dịch ở nhà này mà mày đi ra ngoài đó mày làm công chuyện? Ai mướn mày, ai sai mày? Hả? Hả? Nói mày. Gì hay vậy? Quánh con gì hay vậy? Gì quánh con gì hay? Tao chưa, tao mới đụng vô luôn á. Tao chưa làm gì luôn, mới đụng vô. Xử bá đi mẹ. Rồi thôi. Tao chết rồi. Tao chết rồi. Đừng quánh con gì hay. Tao chết rồi. Hả? Đừng quánh con gì hay. Tao tao vậy. Tao cái cái này. Hay quá. Quạo nha. Quạo thiệt đó, khúc này quạo thiệt đó. Bà làm gì đi hơi bị lâu rồi đó. Nha. Quánh nhiều đủ rồi đó. Mệt nha. Từ từ tao giặt không được hết trời. Mày từ từ giặt rồi có hả mẹ con tao chiều nay lại lấy cái gì mặc hả? Rồi có tay có chân sao mới tự giặt đi. Bây giờ vậy nuôi mày làm gì hả? Tao nuôi mày làm gì? Trời ơi. Thì từ từ tao giặt cho. Con gái gì mà không có nên nó tối ngày mà đi ngó trai. Má thấy không? Hả ăn rồi không không à. Có làm được gì đâu, có mấy công chuyện nhà không mẹ thấy có làm đâu. Còn mày nữa, mỗi lần nhìn cái mặt mày tao ớn ốc quá. Sao vậy? Ô con gái gì mà xấu. Con gái của mẹ đó. Mà tao thiệt á, thôi đời tao sao có hai đứa tụi ở chung, hai đứa tụi bay thiệt á. Không có đẹp như tao vậy trơn. Không, con ghẻ nha. Con là con riêng của mẹ con. Là con không có giống gì nha. Gì xấu là có được con nhận nha, nhưng mà con đẹp. Con được biết con đẹp nha. Mày cuốn gói ra khỏi nhà tao đi. Rồi mày khỏi khen đẹp xấu với tao. Nhà của con, cái nhà nào mày cuốn gói. Cái gì? Nhà của ai? Nhà của mẹ con, mẹ để nó cho con. Gì là người thứ ba đi phóng vô đã vô giờ gì đuổi con ra khỏi nhà. Trời ơi. Là nhà của chị. Trời ơi. Nó nghe nè. Ông bả kìa ra ngoài kìa, dành đất cho ông bả nằm ngoài kìa. Trời ơi. Ba mày cưới tao về đây nha. Để làm vợ, để quản lý cái gia đình này. Mà xui thay thì ông ngủm sớm. Thì cái gia sản này thuộc về mẹ con tao. Rõ ràng. Trời ơi. Đừng có nói tao là gì ghẻ ác độc nha. Cái nào đúng đúng, nào sai sai thôi. Cái phận mình á là cái phận hả, mồ côi một cút thì á biết mà phục dịch người ta đi. Tao còn cho ăn cơm hẩm cháo hoa ha. Mà thấy mắc ghét. Rồi la lẹ lẹ đi vô đút cơm nè. Rồi. Đứng nhìn cái gì? Dạ ăn vô liền. Mày á nói tới là thấy bực mình nè. À. Mẹ thấy không, nói tới là bả chả treo kìa. Rồi tao nhìn mặt mày tao cũng ớn ốc quá. Mẹ ngộ quá. Con gái gì mà không có đẹp như người ta vậy chứ. Ồ, chứ tao mượn bà ưa. Vợ bé mà làm bà vợ lớn đưa vô đây muốn ăn củ cải ở nhà này. Có cái nịch đó vô đây ngồi ăn. Nhìn thấy mắt ghét.
Mà nắng cũng ngon nè. Tắm ơi, làm gì cu gú trong nhà hoài vậy hai bà? Dạ con đang nấu cơm hả? Đi ra ngoài có tranh thủ mà cào ba cái lúa ra phơi kìa. Bữa giờ mưa rầu gần chết, bữa nay có cái nắng ngon ngon nè. Tranh thủ đi phơi trọn con nắng này coi. Cái gì? Sao mẹ không kêu chị đi, mày kêu thêm con chi vậy? Nắng nó không chết luôn à. Đi ra phơi lúa lẹ lên, nhanh lên. Cám đi vô nhổ tóc sâu cho mẹ nè. Dạ. Dạ. Chị có được không? Mày là cái mày hy vọng ơi, nghĩ sao thanh thể ta ngọc ngài gì nè. Mà giữa trưa nắng hè bắt người ta cào lúa gì nè. Trời ơi, cái kiểu này mà đen xài tới 800 chỗ chứ chưa hết, hết đen nổi quá. Sao nó mệt dữ vậy trời. Sao mà nó mệt dữ vậy trời. Mệt với cái gì cào cho mắt. Dạ cảm ơn chị nha. Nè cào vậy nè. Đúng rồi, phải cào như vậy. Tốt lắm. Đúng rồi. Đó, bên phải chút xíu nè. Đúng rồi. Đó. Cào đều vậy nè. Ai dạ gì. Tao kêu cào lúa hay ngồi đây nghỉ dưỡng. Tao có ra con cào mà. Tao nãy không làm vậy đi. Hả? Ngồi điệu đà, có gắn gì đâu. Trời đất ơi, nãy giờ tao mới đi nha. Gắn cái gì vậy? Bông hả? Không, cái này con trang trí ngoài cái tạo hình cho nó giao diện cho đẹp đẹp xíu. Rồi đẹp chưa? Đẹp miếng nào chưa nói nghe coi. Hả? Trời đất ơi, nhìn cái người mày hả một ngày hả? Trét cỡ 4 tấn kem trộn lên còn chưa đẹp nổi nữa. Ngoài nắng không có gì con trắng nổi. Cái gì con nói rồi, có con là đẹp mà. Thôi nhưng mà xấu xấu thì cũng là con gái xinh đúng không? Trời ơi, chứ sao mày nhìn được. Mày trời mới cái gì? Đâu có đâu. Hả? Ai tao mới thấy mày trời mới rõ ràng luôn hả? Mày ý kiến gì hả? Mày có làm gì? Mày ý kiến gì? Mày làm đâu kia mày làm, mày không bao giờ mày làm. Mày tối ngày mày ngồi đó mày há ca hái qua bắt bướm hả? Mày muốn gì? Sáng giờ tao ứa gan mày lâu lắm rồi nha. Kêu đi giặt đồ á thì á chạy lên trên coi trai làng, kéo co đấu vật. Rồi bây giờ hả kêu rồi ai giặt cái gì? Coi kìa, cái kìa nó xào một hồi lúa thành gạo luôn nè. Ở chiều nay nấu cám cho mày ăn luôn đó. Hả? Người ta nói mày im luôn hay gì? Mày không nói được câu nào hay gì? Nói cái là con trả lời cái rồi gì? Đó, nói cái đã treo vậy đó. Đó, sống sao mà vừa lòng mày hả? Chứ bây giờ gì cứ nói thẳng là gì ngứa đâu con gãi cái một luôn cho. Chứ không có làm gì mà vừa ý gì chứ cứ mệt quá chứ mệt thì. Mày nghĩ cái tay mày đụng được vô cái lưng tao ngứa. Trời ơi, cơ thể tao là cơ thể vàng ngọc chứ không phải là trình đất như mày nha. Ôi ơi là trời, biết rồi sao, tao không biết sao luôn á. Tao nói thiệt mày hả, tao mà hằng người không có lòng nhân ái tao đã mày ra đường lâu lắm rồi. Hình như người nhà của con mà. Nhà tao. Nhà là nhà của gì? Trời ơi, bây giờ tao ở đây nhà tao, bây giờ hai đấu một không chụp cũng què. Hai mẹ con tao ở đây nè, bây giờ mình gọi giỡn vô mày giành đi. Trời ơi, em cứ nhắc đi nhắc lại với chị rồi. Cái nhà này là của mẹ con đúng em rồi. Chứ không có thuộc quyền sở hữu của chị. Ôi, mơ nha. Nói nghe nè, thân phận mình đang nhỡ đậu thì gán mà hả, làm cho tốt công chuyện đi nha con. Rồi dì thương nha con. Giờ cái bản mặt là thấy mưa nổi. Lo mà làm cho xong á, còn không á chiều nay là đừng có ăn cơm nha. Vô nha, đúng không? Vô con. Tôi là tôi nhìn mẹ con bà, tôi muốn đập cái bàn cào vô mặt mẹ con bà ghê á. Cái tôi ưa mẹ con bà. Ôi nhà nào nhà của bà. Ôi nó mệt chết luôn nhé. Trời nắng quá trời nắng gì trời. Ai gì? Đi đâu vậy mẹ? Đi lên đầu làng chơi nè. Đầu làng chơi hả? Ừ. Để nó hỏi còn ngắm bên trà làng nữa nha. Trai đâu ngắm hoài. Cảnh không? Cảnh gì? Phụ tao này coi. Sao mày không làm mày cứ tao phụ? Thì phụ tao chị nó chịu chê gì nó trả cho 3 đồng. Thôi giờ tao đi chơi rồi. Phụ đi. Chị cái 3 đồng còn độ gì nữa. Rồi vậy thôi bạn bè tao giúp đó nha. Nhưng mà chiều trả đầy đủ cho tao. Rồi nè. Làm biến đi sợ luôn. Tao làm biến nó mướn mày chứ tao xin nó mướn mày làm cái gì. Chị không trả tao tới chỗ. Rồi cái đủ này lẹ đi. Bên kia nó kìa, bên kia nó kìa. Bé ơi bé, lại giùm chị đi bé ơi. Mày không có 3 đồng đối với mày đó. Nhanh đi. Để nhanh tiến độ nào.
nắng lên rồi. Trời. Mẹ thấy nhiều khi mẹ đẹp mà mẹ chôn vùi thanh xuân quá. Vậy vậy con làm xong rồi gì ơi? Vậy. Vậy con cào xong rồi. Trời nhiêu đó lúa mà nó cào xong nãy mới đây mà cào xong rồi. Không biết xong thiệt hay là trốn cái đám đó đánh khóc nó rồi chạy vô đây gì không biết. Xong thiệt rồi. Tao mà ra tao mà thấy mà nó không rồi một cái là tính gì với tao. Ừ. Không xong rồi cái gì vậy? Kiểm tra thử là xong rồi. Ủa sao mày làm hay gì tắm? Trời bây giờ mà ai mà dùng tay chân nó gì ơi. Cái người mà muốn thành công á là phải dùng cái này. Là cái bông á hả? Không, cái đầu. Không vô chẳng nấu cơm hay gì. Ủa mẹ, giờ chị nói là dùng cái đầu thì là lấy cái đầu cào lúa hả? Ai mà lấy cái đầu cào lúa? Mày ghét cái đầu mày ngu dữ vậy? Thì chứ chị nói kìa. Thôi ra ngoài tao kiểm tra coi làm gì được. Đi. Mà. Trời đất ơi. Ủa gì? Con mẹ. Dạ. Ai kêu mày làm đây đây? Dạ con tắm nó mướn con á. Nó mướn mày? Dạ. Bao nhiêu? 3 đồng nói gì? 3 đồng luôn. Dạ. Trời đất ơi, con lấy tiền của tao ra ta. Cái gì mà chế sang vậy? Ấm ơi. Dạ. Mày lấy tiền ở đâu mà mày mướn con mẹ đây? Hả? Vậy lấy trong tủ cái gì á? Trời đất ơi. Trời ơi, mày có tiền tao không đến xài mà mày dám lấy mày mướn người ta làm lúa hả? Vậy thôi, ghen đi mất mà. Cái bà ai xin chú bà ghen nha. Trời ơi, cái con này nó ngay ngược chứ vậy. Trời ơi. Trời con. Tắm à. Cám à. Cái gì vậy mẹ? Dạ con nghe gì? Đó mẹ biểu nè. Cái gì vậy? Thấy cái gì đẹp không? Đồ gì lụm đâu có nùi lao cái ghê vậy? Trời đất ơi, cái yếm đào con ơi. Mẹ không nói cái yếm đào con không biết. Trời, cái yếm đào này rất là mắc tiền. 4 đồng bạc đó con. 4 đồng? Ừ. Cái gì tặng con hả? Đâu, ở đâu ra vậy? Vậy là mẹ tặng con. Trời ơi. Không có tặng đứa nào hết trơn á. Nhưng mà đây sẽ là phần thưởng của một trong hai đứa. Nếu như ngày hôm nay ai bắt được cá nhiều hơn thì mẹ sẽ tặng cái yếm đào này cho đứa đó. Vậy là mẹ đưa cho con là đúng rồi. Đây, hai cái vỏ chọn đi. Thôi, cái kia đứa. Cái kia đẹp. Ok, gán nó nhiều nhiều nha. Dạ. Là phải bắt đầy vỏ cá nữa đó gì? Đứa nào nhiều hơn nó thắng. Được không? Dạ. Còn nếu mà đứa bắt không đầy thì cái yếm đào này thuộc về mẹ. Vậy mẹ mua chi vậy? Ờ thì treo phần thưởng mà đứa nào làm được thì ta tặng, còn làm được thì thôi. Đúng không? Dạ. Đi đi. Nhớ về trước giờ chiều nha. Thôi con đi với mẹ. Ừ. Trời ơi sao mà nắng vậy trời. Chắc chắn hôm nay nhiều hơn bạc. Chưa chắc. Chưa chắc gì? Chắc chắn mà còn chưa chắc. Ôi đây có đĩa không trời? Không có đâu. Ủa thấy ghê quá à. Chị biết bắt không dạ? Hay là để em chỉ không? Trời ơi. Không có con cá nữa chứ nhỉ? Bà tắm đâu rồi? Bà sao chịu xuống chị bắt vậy? Gì vậy? Mà chị làm gì chị nằm thảnh thơi vậy? Không xuống bắt. Bắt gì? Bắt cá là một lát về mẹ la bây giờ. Trời ơi. Bây giờ bắt cá là xưa rồi cưng ơi. Vậy chứ làm gì? Trời, bấy thiệt á. Người thành công luôn có đi riêng. Người thành công luôn phải dùng cái đầu, cưng hiểu không? Phải dùng cái đầu, phải vận dụng đầu óc của mình, phải dùng cái đầu. Lúa à, mà. Ai vậy? Cái đầu mới được hả? Ừ. Làm gì mấy cái anh? Ê, 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 làm gì vậy? Làm gì vậy? Thì dùng cái đầu, chị kêu dùng cái đầu thì em lấy cái đầu em bắt cá. Trời ơi. Bởi tao nói mày ngu mày không chịu nha. Ngu mà tao gặp nguy hiểm là mày đó. Thôi chị chửi em. Ơi. Tao nói là người thành công là phải vận dụng cái đầu. Mày không biết gì hết trơn. Mày coi chị mày nè. Đâu? Thì làm cho em xem. Cam. Ôi. Dễ làm chết. Có gì đâu khó. Nè. Cầm giùm coi. Rồi chị làm gì? Cái gì? Rồi chị làm gì? Ai mình thời bây giờ mà đi vớt được con cá vậy? Tao lấy tao lưới tao văng cho lẹ không? Ồ cái con nó khờ còn hơn cái gì nữa.
Tưởng không có cần em phụ không? Khỏi. Ủa? Bắt cười á, bắt gì phụ? Trời, người nào bắt được nhiều cá thì người đó được thưởng. Phụ đi em, chị chia. Trời ơi, mày mơ kìa, mày mơ kìa. Em không có cá gì, mẹ la em rồi sao? Kệ mày, tao không quan tâm, không cần biết. Ăn cho nhiều vô rồi mỡ nó mập lên tới não, không biết tận dụng đầu óc. Trời ơi, chị mày làm cái gì không được. Bây giờ ai đâu mà hơi đâu mà đi đi vớt đừng con cho nó mệt gì. Trời ơi, tay lưới phải ăn chết không? Vớt gì cái nguyên bầy. Đó, gì cho lẹ không? Xong. Ôi, mệt chết. Bước nghe em chân đồ rồi. Ủa, vợ làm gì nữa chị? Thì ngồi đợi cá nó vô rồi bắt đem về chứ làm gì nữa trời. Còn em làm gì? Thì mày đi mò đi. Chứ không có cá gì mà cạo đầu mày giờ. Ôi, gì để em làm. Ôi, thôi bây giờ mà không biết tận dụng đầu óc gì chứ. Ê, bên kia cá nhiều không? Bên kia nhiều kìa. Đâu chị? Đó đó. Gái như cưng nha. Chúc bé yêu thành công. Không có con nào hết trơn á chị ơi. Chị xuống tiếp em đi. Tao rảnh. Ủa? Giờ này chưa trời đâu thấy con trâu mà nó tính trâu ngái gì trời. Cái này là chị ép em. Về cám ơi. Trời đất, cái thằng này đụng mấy con lại về nó không kêu mình trời. Ủa? Đâu chơi vậy? Trời, sao chui lưỡi vậy? Trời, sao con cá nhỏ xíu vậy trời? Sao mà con cá gì mà nó xấu dữ thằng ngôn vậy? Thôi kệ đi. Má ơi, về nè. Ủa trời, con gái cưng của mẹ về á. Trời ơi, thánh thần ơi, gì dữ vậy? Thấy con hay không? Ủa giỏi dữ vậy trời. Mệt không con, mệt không con? Mệt. Ồ, con kìa mồ hôi một cây đổ quá trời đổ. Có một mình con làm mà. Có mình con làm hả? Bà tắm bà nằm bà ngủ hả? Bà ngủ không nói đi. Bà nằm bà ngủ như trâu ngái vô ngoài đầu ai cũng nghe chứ. Trời đất ơi, con gái con nứa mà nằm ngoài giữa đồng người ngủ vậy đó. Ừ. Rồi nó có bắt được con nào không? Không, có bắt được con nào đâu. Để mình con bắt vậy đó hả? Có mình con lội giữa ruộng con bắt à. Cái con nhỏ này về đây chết với tao. Con nhỏ này tới số với tao chứ. Đúng quá trời luôn á. Ê, cái con quỷ nhỏ kia, mày đừng có chơi khốn nạn như vậy nha. Nha. Chị làm cái gì chứ về chị chửi em? Mày đổ đồ của chị phải không? Không nha, em không có làm nha, em ngồi em bắt nha. Mày không làm ai làm nha. Mày đừng có nghĩ chị không biết nha. Trời ơi trời, mày nghĩ làm sao mày lúc mày canh mà chị đang nằm cái mày đổ đồ của chị ra mà nó mày không có làm là sao? Là sao nói lại tao nghe. Chị vu oan cho con á mẹ. Mày đứng bắt cá sấu không tao hết cái vỏ một cái mặt mày xéo một bên đi không? Mày làm gì? Hả? Tính làm gì con tao hả? Không bắt. Nó chơi cái gì đó cái đồ của con mà đổ quá trơn á, gì thấy là gì binh nó. Đổ gì? Trời, mày nghĩ tao được không biết. Nó nghe là cái tuổi đời của chị bự hơn mày, nghe đừng có nghĩ chị không biết. Có không con? Không. Thấy không, tao không có rồi. Tin chứ, mẹ tin con mà. Trời ơi, mày đừng có. Mẹ nó đổi cho con cá bọc nhất này nè. Trời ơi, tại vì mày làm biếng, mày nằm mày ngủ, mày không có bắt được. Còn nó nằm nó đi ra đồng nó bắt nè. Nó mới được như đây nè. Trời ơi, biếng như làm biếng. Vậy đừng có bên nó. Mày không ngủ sao mà nó làm được cái này? Ví dụ mày không ngủ sao mà nó lấy được của mày? Đúng không? Ngủ rồi nào? Nhắm mắt chút xíu ngủ rồi nào? Thấy không? Nhắm mắt chị ngủ, nhắm mắt để đó hả? Chị ngủ như trâu ngáy vậy đó, chị nói chị không ngủ. Mày nói ai trâu? Mày ngon mà đụng tới nó coi. Mày ngon mà đụng tới nó mày thới số tao chứ ngon đụng tới nó coi. Nói gì gì không con chị còn binh nó nữa. Binh gì?
Trời ơi, tao chỉ thấy cái trước mắt là con tao đem cái vỏ ốc về nha, còn mày đem về cái được gì cái vỏ không ha. Đừng có ở đây mà thối giang hồ hả mày Châu, muốn không lắm làm lại mẹ con tao không. Ôi ôi nè con. Dạ cảm ơn má. Bây giờ đứa nào đem đồ đem cá đem móc về nhiều nhất thì thắng thôi. Nhìn gì hả? Dạ, lý con đi mẹ. Lý gì? Nhìn ai nhìn đâu? Tại vì ban ngày mới tưởng nó ban đêm mới gặp quỷ, ban ngày cũng gặp, nó ai biết đâu. Chửi má con mình hả con? Chửi má con mình á. Ok đi, nó thua cuộc mà. Ồ, đem vô luộc ăn, đem vô luộc ăn. Nhỏ quỷ ma thiệt. Canh lúc mình không đi, đồ mình nó xúc hết trơn luôn, chừa thôi có con cá một rồi. Giờ làm gì giờ? Trời ơi, nhìn em cá tội quá. Giờ làm món gì ăn ta? Tự nhiên đây sao mà khó quẹt ta? Giờ nó canh chua cũng không đủ nữa. Bác công nhận được chứ. Thôi chị thả em đi nha cá. Gắng lớn nhanh nhanh nha. Nha. Lên nhanh lên rồi. Xuống đi trời ơi, thả đi còn không xuống nữa. Hoài. Đi đây. Hả đi là mai đó mà. Nhỏ này nãy giờ đi đâu cho mẹ nha. Ừ. Mát quá. Ra thứ gì cũng mới về. Hồi nãy giờ bị đâu vậy? Chắc đi chơi á mẹ. Giờ con đi thả con cá không xong. Trời đất ơi, có con cá cũng không đem vô người ta kho người ta ăn hay tao nấu canh cũng được, đi đánh đề hả dưới làm gì vậy? Mày xa quá hả? Không, mình thấy nó tội, nó con nhỏ một cái nhỏ xíu ăn uống gì gì. Nó còn tội lắm. Ờ nhỏ nhỏ chứ ăn. Nó ra ao rồi kìa, rồi xong là nó lớn lên rồi bắt nó canh chua cũng được. Ờ tính vậy cũng được. Đó, ủa, nghe nói nấu canh chua tao mới nhớ nữa. Chưa nấu cơm. Nấu cơm. Ủa sáng giờ thì có kêu nấu cơm bao nhiêu bận luôn rồi đó. Ủa cái mặt đó kìa. Nhìn là có không ra đây. Đúng. Giờ mấy mày giờ cái mặt mày là phải chửi, tao chửi mới được. Tao không chửi mày tao ăn cơm không có ngon. Mày hiểu không hả? Trời ơi, cái mặt gì mà sao gì vậy? Cái mặt gì âm bên thần trưởng chứ gì con? Hả? Hả? Ờ tao nói thiệt mày hả, ra đường hả? Tao hiền quá mà. Tao hiền nhất cái đàn này, có ai hiền như tao đâu. Mà hả hở ra cái nói giống tao giống như gì ghẻ. Mọi người nói lăng lăng ò nè, có miếng ghẻ nào đâu. Đó. Mày á, mày cũng đi đi ra, mày nói với tụi con mè rồi đó mà hả, tao ác với mày lắm đúng không? Hả? Đồ mày mẹ ăn xong làm biến nhớt thay. Nói mẹ đồ mẹ tùm lum hết trơn, nói mẹ quá trời nói luôn. Có chứ, con nghe con mẹ nó mét lại này chứ đâu. Mẹ thấy không, mẹ thấy con hay không? Phải ở chung với cái con này là mới biết nó quỷ ma cỡ nào ha, chứ không phải ấy ha, mà tối ngày hả thôi. Mình đi với quỷ mình mặc áo ma, đi với ma mặc áo giấy gì. Mẹ không? Qua cho mẹ này con. Cái gì như nấu cơm. Đi vô nấu lẹ lên đi. Bao nhiêu ốc đó hả, hồi hấp xả ăn nha. Nói xấu mẹ mà để hả, nói với con mè xong rồi cái con lấy tiền, con hỏi lại con mè, cái con mè mét lại con hết trơn. Trời ơi, thấy con hay không? Tức con này quá. Con lấy một đồng của mẹ con cho con mè. Sao đâu? Mày cũng khôn lắm. Đi vô. Đúng là con. Trời ơi là trời đó. Mời gì với em ăn cơm. Trời ơi, mày làm gì nãy giờ đồng đồng vậy hả? Mẹ nấu đồ ăn. Nấu gì mà buổi trời, nó buồn chết luôn. Cảm ơn mày chị nha. Mày tính làm gì vậy? Dẫn mới cơm. Không cần. Đi xuống đi. Ừ, bây giờ còn. Đâu có. Không. Đi xuống đi, chỗ này là chỗ của tao với lại con cám ăn mà. Ai đang làm gì cho ngồi đây ăn. Dạ thôi xin phép mà xuống. Tự bế đi con. Trời ơi. Tắm. Tắm ơi. Dạ. Ôi mày nấu cơm gì kỳ vậy? Dạ sao ạ? Ăn thử miếng đi. Trời ơi là trời nó sống. Sướng ngắt luôn á. Ngon mà. Ngon thì văng hết cái nồi luôn đi chị. Gì cũng được. À. Trời đất ơi, thiệt tình đó, nhỏ này cho nhìn đó vừa nè. Đi xuống dưới.
là cấm không cho ăn cơm nha không? Nha. Cái đứa có nhiệm vụ nấu cơm thôi mà gấu không ra hồn nữa là sao? Trời đất ơi, cơm nấu hả? Rồi đó giờ nấu biết bao nhiêu lần, bữa nay nấu sống vậy đó, rồi sao ăn hả? Nói gì tao ăn đây? Nói cái bắt đầu vậy hả? Giờ không nói hay gì? Trả lời lẹ. Biết mẹ nó trả lời chứ, giờ trả lời sao giờ? Nó bụng nó trả đeo kìa. Đói bụng mình chánh luôn mà giờ ăn gì giờ? Ồ thiệt tình á, giao có chiếu xíu nhiệm vụ à, phải chi là tao đài hành á ha, ngày hả chỉ có nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, rồi tắm cho đám heo, rồi á hả làm lúa thì kia kia nọ thôi, chứ có làm gì đâu, mà làm cũng không xong nữa, rồi gì rồi sao mà ăn? Chị làm như là chị hả, nguyên một ngày nhiều công việc lắm nhỉ? Ừ, con ta đi đi mò cua bắt ốc về cực khổ rồi không có cơm để ăn nè, rồi làm gì mặc cái quần thấy ghê vậy? Dạ đồ cũng ướt hết trơn rồi, con lấy đỡ cái quần bằng. Cái gì hả, nó không giống ai. Vậy thôi gì cho tiền con mua quần mới gì. Tiền tao mày còn biết mày cài tủ mày lấy được mày cho con mè. Mà bây giờ mày xin một lần mày lấy tiền tao bao nhiêu hả? Mày mướn nó cái đống lúa đó tao chưa bán được 3 đồng nữa mà mày dám mày lấy tiền nó mày mướn nó 3 đồng ra mày phơi lúa. Mày hay lắm rồi đó. Mày giỏi lắm luôn á. Cái nhà này không ai làm lợi mày hết trơn rồi. Nhịn đói bữa nay nghe không? Đi ra làm sao? Để lên, giờ mặt mày là tao ăn cơm hết vô rồi. Ủa giờ sao ăn? Ăn rau đi con, ăn rau giảm cân đi chứ mày mập lắm rồi đó. Không chịu đâu. Ủa mày nhúng, đừng nhúng nữa sập cái giường. Mày ăn. Giờ ăn không? Không. Mày ăn thôi tao ăn. Tức á. Anh ăn là cá bóng ơi. Ăn cơm mấy chị nè cưng. Trời ơi. Ngon quá ha. Dạ chào gì? Ăn gì vậy? Dạ con ăn cơm. Cơm đâu ăn vậy? Dạ cơm mới nấu. Cơm mới nấu. Cái gì vậy? Cái gì vàng vàng vậy? Cho coi cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ cánh gà chiên nước mắm. Cánh gà chiên nước mắm. Trời ơi, thánh thần ơi sang trọng dữ vậy sao? Trời ơi, ở đâu vậy? Cánh gà ở đâu vậy? Hả? Dạ con mới mua. Mua? Nãy giờ thấy mẹ ở nhà không ai mua cho mày hả? Con nhờ con mẹt mua qua giùm. À. Ủa mà tiền đâu mua? Hả? Tiền của một cô con. Mày làm gì có tiền? Dạ con để dành. Mày làm gì có tiền mà để dành? Đúng không? Bao nhiêu tiền của mày là hả? Ta thu hết rồi, mày làm gì mà có tiền mà để dành? Mày nói. Tiền ở đâu? Khai đi chị. Lẹ. Tiền để lấy trong tủ á. Thấy không? Má thấy ông sơ xuất một xíu lấy tiền trong tủ, sơ xuất một xíu lấy tiền trong tủ mà hả? Không coi má ra gì hết trơn á. Rõ ràng. Mày ngon quá ha, mày hay quá ha. Thôi được rồi, lỡ rồi tao cho mày ăn hết, mày ăn mày ngon chuyến này đi cho tao ha. Mày đi ra đồng mày dãy lúa cho tao. Bây giờ cho dù trưa nắng chang chang nữa mày cũng dãy cho tao. Mày mà giờ tới chiều mà không dãy được ha, tao tống cổ mày ra ngoài đường nghe chưa? Nghe chưa? Dạ không biết là gì. Sung sướng quá à. Mẹ tao ăn cơm, mẹ con tao ăn cơm sống. Còn nó ngồi đây nó ăn cơm cánh gà chiên nước mắm. Mày nó có cơm nên mình ăn nữa kìa. Tức không? Đỡ mẹ vô con. Tao không có ác á, tao ác mày biết cảnh tao. Bà mang ai ác? Trời đánh tránh bữa ăn mà có nguyên hổn với bà nữa. Quỷ ma. Trên da mình vừa có chanh mình cũng văng bị đen. Ôi. Em như cô gái hay còn sân. Ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi vùng quê bát ngát.
Nhà kia có hai chị em. Ôi sao mà nắng như trời. Ôi em gái, đang làm gì vậy? Cái gì vậy? Đang làm gì đó hả? Lên nhà chút chuyện coi. Chuyện gì? Thì lại đây nè, anh nói cho nghe. Quen biết gì đâu mà nói chuyện ba. Thì lại đây đi. Cái gì trời, cái ai ai vậy? Chết gì giờ, gần sao vậy? Lên đây cho hỏi chút chuyện coi. Chết gì gần sao vậy? 13, 16 kế chạy là cũng sách. Lên đây nhà chút chuyện coi. Ui da. Ngay, ngay. Thôi bỏ luôn đi. Nói chuyện thôi. Trời ơi, có chuyện gì đâu mà chạy gấp như vậy? Ơi! Trời ơi, nó bỏ cái giày đây nè ông ơi. Ui, đem về. Biết đâu là bảo vật thì sao? Đem về cho vua, biết đâu vua ban thưởng hai đứa mình đó. Đây, đi. Cái này có hoàng thượng. Ừ, tao thấy nè. Nhớ hết hồn mấy quỷ. À, thằng mới vừa nhận được một chiếc giày này của một cô gái bên đường kia. Đâu lên ta xem nào. Ui, sao mà thối dữ vậy? Giờ tính sao mà hả? Người cầm lên ta xem. Ngươi nhặt được đôi giày này ở đâu? Dạ bẩm bệ hạ, thằng nhặt được ở bên bờ đê bên kia ạ. Mà đôi giày này của ai? Dạ bẩm bệ hạ, của một cô gái có một nhan sắc đẹp đang gặt lúa bên đường. Nay cũng còn cô gái đẹp nữa à? Dạ đúng ạ. Sao ngươi không kêu lại gặp? Dạ hạ thằng có kêu, nhưng mà cô ấy sợ gì đó rồi bỏ chạy. Hôm nay nhân dịp ta đi ra du thiên hạ, còn được một cô gái đẹp như thế này, người đi kiếm cô ấy về cho ta. Dạ đúng lĩnh ạ. Còn mình tìm kiếm ở đâu ra vậy hả? Kiếm ở đâu hả? Dạ bây giờ á, hai người đi khoác thông báo xuống dưới là mở đại hội thử giày, ai mang đôi giày đôi cái chân này nè chọt như thừa, ta sẽ cưới về làm hoàng hậu, nghe rõ chưa? Dạ thưa bệ hạ. Đi ngay. Dạ. Không ngờ trên thế gian này còn cô gái rất là xinh đẹp nhưng cái bàn chân như con voi vậy. Ta lại thích. Đi, đi tìm cô ấy đó về cho ta. Mẹ bà nó, sao mà xui dữ thằng ôn vậy trời. Như không có đi ruộng cái mắt mẹ chết ủng rồi. Ôi, như không có ta rượt ta là ta hết hồn hết trơn à. Loa, nhà vua có chỉ, đại hội thử giày, mời các cô gái ra làng mà thử, nếu ai thử được, lên làm hoàng hậu, loa. Dạ, dạ bẩm quan ạ, dạ, dạ chẳng hay là làng mình sắp có lễ hội gì vậy quan? À, nhà vua, trên nhà vua có chỉ á, à, những cô gái trong làng mà ha, thử được đôi giày á, lên làm hoàng hậu. Là thử giày, là được lên làm hoàng hậu hả? Ôi, vậy là con sắp được làm hoàng hậu rồi đó mẹ. Không, của mẹ con. Đó, của con, mẹ. Thôi cho mẹ con mình làm gì cũng được. Vậy là tất cả những cô gái trong làng này ai cũng đều có cơ hội. Đúng rồi, tất cả các cô gái trong làng này đều được tham gia và nếu mà được vừa đâu vậy đó là được làm hoàng hậu. Mấy người lớn tuổi như mẹ con có đi thử không? Bậy, mẹ đâu lớn tuổi đâu con. Thôi, trời ơi, cảm ơn quan nhiều nha. Trời ơi là trời. Rồi ta đi đây. Dạ cảm ơn quan. Vì là mẹ con mình sắp lên đời rồi con ơi. Đi vô. Bữa đi tới mẹ con rồi mẹ ơi. Ủa chị nghe la ông sùm cái gì? Chuyện gì? Em có thấy người la ông sùm gì thử giày gì đó? Thì công chuyện. Người ta mời mẹ con ta đi ra ngoài đầu làng thử giày để làm hoàng hậu. Ủa là thử giày được làm hoàng hậu luôn hả? Trời ơi. Giữ gì sao? Ừ? Con đi được không vậy? Không. Mày nghĩ sao mày có tư cách để đi vậy? Hả? Cho đẹp như mẹ con tao à hả? Mới được mời. Con mày... nhìn trên nhìn xuống như con khô cá lẹp, ra đó thử giày có chắc gì vừa đâu đúng không? Trời ơi, đi thử đi, với đâu nhìn thử được người ta sợ lắm. Không, ở nhà không có đi đâu hết trơn. Con ở nhà không có làm gì đâu. Ở nhà? Ủa gì ở nhà không có làm gì hả? Trời, biết bao nhiêu con chị đang đê đê chứ đâu phải không có đâu con. Ở nhà nè, không mấy mày tát nước đè mày bắt cá lên đi. Hả? Còn mấy giờ mày vô á mày đúng rồi, tắm heo nè. Đúng rồi. Rồi trồng xả lúa nữa. Đúng rồi. Biết bao nhiêu công chuyện. Còn cái thao đồ của mẹ con em đó kìa. Sống chén nữa. Trời ơi. Thì trong đi gì về cũng làm. Không. Ở nhà đi, có nhiều công chuyện lắm, từ từ gì sắp xếp cho nha.
thâu đi nhá. Trời ơi, con của mẹ này sắp lên làm hoàng hậu. Ý trời ơi, quay vòng cho mẹ coi, quay vòng coi. Trời ơi, con sẽ là hoàng hậu xinh đẹp nhất 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 cái đất nước này luôn. Cái tướng của con chỉ có làm hoàng hậu. Đúng rồi. Hồi lúc mà mẹ có bầu con đẻ ra, trời đất ơi, mẹ nghe nói con sẽ trở thành gọi là gì? Dạng phụng của chi dương đó. Tự nhiên nay mày kêu tao mẹ. Trời ơi, lạ quá ha. Không, tại vì nó mẹ cũng là mẹ kế của con. Thì mẹ con không có công ơn thiên thần, không có nuôi dưỡng. Thì mặc dù mẹ ác thì con không có bỏ qua, con không có để bụng đâu. Nói thiệt. Mẹ cho con đi, mẹ với em cho con đi chảy hội, đi thử giày nha. Thử giày hả? Giày. Giờ. Ừ được con. Dạ cảm ơn, vậy nên thay đồ. Tháo khoa chưa? Làm việc nhà hết chưa? Làm rồi. Rửa chén chưa? Rồi. Nấu cơm? Rồi. Giặt đồ? Rồi. Lau nhà? Rồi. Quét nhà? Rồi. Xả lúa? Rồi, xong rồi. Ủa làm hết rồi con. Ủa giờ sao? Giờ sao? Vậy chẳng thấy đồ đi nha. Bái sao không? Đứng đó. Đi vô. Đi vô lấy con. Tiền chi lấy gì? Đi chứ. Đồ để đó xong rồi nè. À. Chờ em xíu nha. Nói chung là mẹ cũng thương con lắm. Mẹ cũng muốn con có một cái tương lai sáng lạng như người ta vậy đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ ngặt nỗi là còn có một chuyện quan trọng mẹ nhờ con làm. Mình làm xong đi rồi mình đi nha. Nó nhẹ lắm. Em tặng cho chị nha. Đây, để mẹ. Con biết gì không? Đậu. Đậu trắng nè. Đó, đậu trắng. Đó, đẹp không con? Để đây mà nấu chè ha, tao nói có nước cốt dừa ăn nó đã ha. Đậu đen đó, đúng rồi. Còn trộn lên vậy nè, trộn đều lên rồi lửa đi. Không có bình thường thì mắc mẹ vậy trộn chi? Ừ? Bình thường xong để đây bình thường mắc mẹ vậy trộn làm gì? Tại là nấu chè cẩm à, không, đi không. Tao thích. Bây giờ lửa nha, đậu đen cho ra đậu đen, đậu trắng cho ra đậu trắng. Tao về mà không đâu ra đó thì mày chết với tao. Đi con. Nhớ nha, đậu đen cho ra đậu đen, đậu trắng cho ra đậu trắng nha con. Em cũng chờ chị tới bữa tiệc á. Trời ơi, tới 4 giờ chiều chưa xong. Người đổ vô gì rồi sao lửa giờ? Cho nó lộn xộn hết trơn rồi giờ sao lửa? Mình muốn thử dài với người ta nha. Giờ sao giờ? Con mắc mẹ gì lừa. Trời ơi, bá chuyện này dễ gần chết luôn. Giờ sao mình được đi thử giày vậy trời? Mình cũng muốn đi thử giày nữa, mình muốn làm hoàng hậu nữa. Mình nghĩ mình cũng đẹp lắm chứ mình đâu có xấu tệ như ai đâu. Rồi tướng mình mà làm hoàng hậu một cái thiệt là đẹp nhất nách luôn. Bóng bóng bang bang lên ăn cơm sườn thịt nướng nhà ta chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng ơi lên ăn là cưng. Bóng ơi, bóng lên ăn cơm nè. Giờ là mấy giờ chưa lên ăn nữa? Lên đây. Ôi là trời, con nấy lì á. Lên ăn cơm nè, lên đây. Ôi chị đi đâu chị bỏ em sáng giờ, em đói muốn chết luôn. Tao còn đói với chị mày. Nay cho ăn cái gì vậy? Vậy nay cho ăn cái gì vậy? Bên ăn cơm cánh gà chi nước mắm. Thôi ăn hoài em ngán rồi chị ơi. Chị muốn ăn cái gì? Không ăn chị đói nha. Thôi mà chị, đưa đây ăn đỡ cũng được. Ừ ăn mà còn chê khen nữa, biết như người không có ăn nè hả? Không nghe mà chị buồn á cá ơi. Thiệt sao chứ? Vậy chị hả? Sao chị buồn? Bữa nay nhà vua cho đại hội thử giày, là ai mang được giày là sẽ được làm hoàng hậu. Mà chị cũng muốn đi nữa. Thôi mà ăn đi nè. Nhưng mà chị không biết làm sao chị đi được thiệt. Chị không đi được hả? Không. Chị không đi được thôi, để em đi mà cho. Rồi mày đi làm sao? Hả? Mày cá mà đi là mày đi làm sao? Thì nhưng mà em đói quá, chị cho em ăn liền đi. Rồi. Ôi. Mày nhắc cái tức của bà dì ghẻ này ghê thiệt luôn á. Thôi nhưng hai mẹ con bà ác dễ sợ ác luôn thiệt. Sao vậy? Má hai mẹ con bà mặc đồ đẹp, mặc đầm mặc váy đồ đi chơi, đi hỏi thứ gì đang đi làm hoàng hậu. Có bắt cái chị ở nhà không cho chị đi. Ồ chị tội nghiệp quá à, mà chị làm gì có đầm chị mặc. Mà tức thiệt luôn á.
nhắc tới là muốn chửi hai mẹ con mới ghê mà không chửi được. Chửi đi, chửi đại cho em. Chửi đại đi chị. Ê, chửi gì, chửi lén lút người ta. Chửi sau lưng người ta mang tội chết. Không có mang tội đâu chị ơi, chị nghe lời em chỉ chửi đại đi. Không đánh chị không có gì gọi là sang si hiểu không? Má chửi sau lưng ta mới không mang tội, kỳ lắm. Ôi, có gì đâu mà mang tội. Mà đi nè. Mà tức thiệt chứ bây giờ mình nghĩ cách nào, mình có cách nào mình đi không ta? Hay có chị cách ơi. Nào mình đi được? Bà lén bà đi đi bà ơi. Đi được không? Được, chị lén chị đi đi. Thì sao bà chửi lắm, bà không dữ lắm. Bà không dữ lắm hả? Ừ. Thôi ở nhà đi má, cho ăn lẹ đi nè. Mà lỡ đi bây giờ không có đồ mặc đi. Bà có cho ăn không vậy? Ở đây gì chưa cho ăn hả? Chưa. Nè. Bà thôi. Sao vậy? Chắc chị không đi quá. Sao vậy? Chị đi sao bà chửi, lỡ bà có bà chửi chị rồi sao? Ô mà chị đi không thì kệ chị đi, chị cho em ăn đi. Em đói dữ lắm rồi. Trời chị ăn đi nè. Ê, mày tính gì đi lén được không? Cái gì vậy trời, là chị có cho em ăn không? Ủa đấy chưa cho ăn luôn hả? Chị chưa cho em ăn gì luôn. Rồi 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 rồi. Nạn đi nè. Chị muốn đi thiệt luôn. Thôi mà khỏi đi đi má. Ê, ê. Ghét, cho ăn đòi hỏi. Trời ơi. Đi gì đi nè đi nè. Con ơi, người ta tới. Trời ơi, mẹ ơi. Đi ra đi ra coi, đi ra coi, đi ra coi. Đi ra coi. Người ta thử dài rồi, đi ra coi. Khoan khoan. Dạ. Gì? Ra. Gì vậy? Bà đi đâu đây vậy? Đi thi. Đi thi gì? Đi thi thử giày chứ thi gì trời. Trời ơi, người ta thử giày là người ta chọn người làm hoàng hậu, bà vô đây bà làm cái gì? Thì tôi cũng là con gái chứ. Ơ, con gái? Con gái. Ở đâu ra vậy? Ờ, người ta lỡ thời, ta cũng là con gái mà. Ờ, bà có nước bà vô bà làm má vua chứ bà làm vợ vua gì? Thì làm gì cũng được hết trơn á. Không làm được vợ thì làm vú nuôi. Ờ, xếp hàng sau lưng đi. Thôi đây nghĩ cho tự xếp hàng cái anh em. Sau lưng đi, lên thử trước đi con gái của mẹ. Lên thử trước đi. Trời ơi, nhớ nhàng cố lên nhìn con. Con nè. Khoan khoan con. Hít sâu vô. Sao vô thở được. Dạ đi. Rồi. Vô nhẹ nhàng chuẩn bị làm hoàng hậu nha con. Thấy cái chân đã chưa? Ôi tao nói em mẹ nở mày nở mặt là nhờ con đó. Mẹ bà vừa chân lông không? Mẹ. Trời ơi không có vừa rồi, cái chân như chân voi vậy. Vừa. Cũng trời ơi. Trời ơi là biết vừa rồi nè. Vừa. Vừa đâu. Ra sao đi tới lượt người khác. Thôi tới lượt người khác kìa. Trời ơi. Ôi. Biết rồi. Nói rồi. Ở nhà ăn hết tết rồi, tối ngày dành ăn ham ăn cho cố vô đó, cho thử vừa. Rồi bà làm gì ở đây? Rồi bà làm gì ở đây vậy? Thử dài chứ làm gì? Trời trời trời, bà thử dài. Ừ. Cái mặt bà dài nhưng mà không đi thử dài được nữa hả? Nó giả vô mặt mày vậy, tôi giả. Ở đây phân biệt tuổi tác. Nha. Yeah. Ở đây bữa mở mà tao hỏi là có ấy không thì nói đã mời các cô gái ở trong làng này, thì trong làng này tao cũng là con gái chứ không phải là tao là có chồng đâu. Trời đất ơi, con gái chưa chồng bà ơi. Chứ không vậy, chồng nó chết rồi coi như tao chưa chồng đi. Trời ơi, cũng phải công bằng với tao chứ. Đỡ mẹ con, đỡ mẹ con. Ủa? Ôi, lộn chân rồi bà ơi. Bên đây mới đúng mẹ. Từ từ, người ta gung, lần đầu ta lấy chồng. Trời ơi, lần đầu lấy chồng hả? Chắc chưa? Không, tại vì công trước là theo. Còn này bây giờ, thí dụ mà cưới đàng hoàng là tao về tao làm hoàng hậu. Là phải cưới đàng hoàng, về xích lễ đàng hoàng tao mới theo chứ. Đúng không? Lần đầu lấy chồng. Bà có thấy gì không? Cái gọng hổm nè. Đâu vừa nè. Đâu vừa mà. Vừa ý luôn. Vừa đó mà vừa. Thôi giờ cái chân nghe đi bà ơi. Vừa ý mà. Cái chân gì mà lông như lông khỉ vậy? Tao quýnh mày vừa bung niền nha, mày nói gì hả? Mày đừng có chân xăm minh tao nha. Tao quýnh mày chết. Thôi ra đi. Không vừa rồi. Vừa. Người cái tiếp lên nè. Vừa mà đúng không anh? Vừa mà anh. Không. Bút ra. Đó. Ủa? Mẹ cũng có vừa đâu. Làm thái độ gì vậy trời? Vừa lắm, dành. Chị yeah, vậy còn ham hố. Để em. Người kế tiếp. Em. Trời ơi, cái chân gì mà xình không vậy? Ê vừa nè. Ừ vừa. Vừa đúng rồi vừa. Có vừa uống. Đi ra ngoài uống. Trời ơi trời, cái gỗ gì mà kia vừa. Cái tôi nè. Trời ơi gỗng mà hơn. Cái lời cái đó. Mắc thời gian người ta nữa. Ra ngoài sao? Trời chưa từ bà ơi. Tiếp ta thì lẹ đẹ đi. Trời tôi muốn lấy chồng chết. Chân mình lùn mà cái mày chân kìa. Trời ơi cái chân nó bự vậy đó. Bự vậy đó. Tét cái dài người ta. Vừa. Vừa. Ờ vừa đúng rồi vừa. Vừa thôi là đi cắt luôn. Vừa lòng tôi lắm. Vừa cái lòng đi ra. Thôi cái nó dày người ta bây giờ đi ra ngoài tao. Thử trời trời bà này già mà cũng đi thử nữa trời. Trời già người ta còn trời gái trời. Đó. Còn gái hả? Ôi tôi thấy không có vừa đâu đi ra đi mắc thời gian. Quá giờ tính đi. Con nói hiếm là tính đi về đi hiếm. Trời ơi thì tôi thử thì được còn không được thì không được làm vợ thì tôi làm vú nuôi cũng được mà. Trời ơi là trời có nít tao mà vô nuôi. Đúng rồi. Thôi đi về đi. Về đi ăn mấy vợ mấy đứa con làm hoàng hậu con mương. Không phải thử. Rồi bà thử đi. Ôi. Cái gì vậy? Con thấy là không có vừa đó mẹ ơi. Lỡ bà coi để bà té rồi đó. Rồi đỡ coi. Con thấy là không có vừa đâu. Sao mà vừa? Sao mà vừa được?
Giò gì ha, bự như chim dôi. Ờ, vừa nè. Chết rồi Hoàng Thượng ơi, vừa rồi Hoàng Thượng ơi. Giờ sao vừa Hoàng Thượng? Ai? Mấy bà này nè. Nè. Con dài dữ vậy. Sáu mấy tuổi rồi Hoàng Thượng. Trời ơi là trời. Gì dài dữ vậy. Rồi còn người kế tiếp nào không? Không, hết rồi, hết người rồi. Còn đâu? Hết rồi. Hết rồi. Ông chị đây. Sao thấy quen quen vậy mẹ? Cút hà. Ôi. Ở đâu đây vậy bà nội? Thì đi thử vậy. Đi thử vậy. Ai cho chị đi thử? Về nhà chị làm xong chưa? Nó nghe nè. Còn cái hồi sáng tao đưa mày mày lửa đậu xong chưa? Nè. Ủa sao nhanh vậy ta? Ê ê hồi sáng nhớ nhiều lắm á. Mặt mày đừng có nói với tao mày mướn con mè lựa nha. Chứ còn gì nữa? Không, con đây nè. Ủa. Nó thử vậy đi. Rồi sao tự nhiên ở đây mà mày lựa nhanh vậy? Ủa gì chưa nghe câu là người thành công có đi riêng hay gì? Chứ mất mớ mẹ gì lựa. Cho gì bo là đậu trắng đậu đen vô hai cái lộn xộn. Trời ơi bà rảnh con làm cho tốn thời gian thêm. Mới chạy cái tiệm mua đó, bên bịch cho dễ. Còn cái đống kia đâu rồi? Quăng xuống ao cho cá ăn à. Bà khoan nữa, nó hơi sai sai nha. Có tiền đâu mày mua? Trong tủ. Trong tủ của tao. Ờ. Ui đút cô chút con này. Cái gì cũng lấy trong tủ của mẹ hết trơn á. Khoan. Ở đâu mày có bộ đồ đẹp vậy? Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Quay vòng coi. Ôi, quay vòng coi. Mới đi mướn đó. Mướn là mắc tiền lắm đó. Ừ, thì... có 5 đồng với nhiêu? 5 đồng? Ừ. Tiền đâu ra? Trong tủ luôn. Tấm hư là tấm. Tiền của tao dành dụm đâu không dám xài mà mày lấy mày cài tủ tao mày lấy. Con không chịu đâu kêu. Mà con không muốn đi thử giày chứ bộ. Kêu bấy về đi mẹ, con không có chịu đâu. Giờ nó lỡ đổi rồi. Ủa bấy về đi. Rồi 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 mệt quá, không đâu coi nó đâu, người kế tiếp đi. Ủa? Mà chị gái ơi, cái bà này vừa rồi sao giờ? Gì có người vừa hả? Đúng rồi, có người vừa mà vừa rồi đi về. Không đi. Sao đâu, hai ba giờ vẫn được. Thôi thử rồi chị. Không, 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 không sao đâu, em muốn thử. Cứ cho thử cho ba. Cho cổ thử đi. Đỡ bà rồi, bà té một cái. Té bây giờ nè. Cái chừng cái giò tao. Là trời, đã già cho năm hố thì thử về. Cái gì vậy? Sao vậy cô gái? Thử về đi. Thì ra là mày. Hôm bữa mày lấy cái ủng của chị, đúng không? Trời đất, cái thằng kia đụng hôm bữa chị đi ruộng chị làm gớt chiếc ủng. Trời ơi, hổng mày kiếm muốn chết là không ra. Mày có thiếu thốn mà nói tiền mà chơi, mày nói cho tiền mày mua mà lấy của chị làm gì? Hả? Gì trời ơi, thằng ông binh. Gì vậy? Ủa đâu có đâu. Ủa gì vậy? Vụ gì vậy? Lính bên của Hoàng Thượng lấy lụm mà. Thấy chưa? Ủa? À. Thấy gì chưa? Hoàng Thượng ơi, giống như cái chiếc bên đó mà mình... Chứ sao vậy có chị mà kia không giống? Né ra, không có mượn. Ôi. Y chang cái chiếc mà bên mình nhặt được luôn Hoàng Thượng. Đó thấy. Ủa, chưa? Vừa y chang là Hoàng Thượng. Ê, trời ơi có chị mà không vừa. Ừ, tao nguyên nhân đâu y. Ra là hôm bữa con nghe cái mùi thâm thẩm giống như hôm bữa luôn á. Thâm thẩm là mùi gì? Không có gì. Thì ra là nàng à. Đó tao hiểu. Dạ Hoàng Thượng. Sao hôm bữa mày la đẹp lắm, sao hôm nay xấu dữ vậy? Ê. Dạ Hoàng Thượng, bữa đó chắc con nhìn xa nhiều hơn nữa. Gì hả? Là sao chuyện gì? Thôi được, cũng được rồi. Ta tuyên bố, đây là sẽ là hoàng hậu vợ ta. Trời ơi. Ủa nó xấu gì vậy? Trời. Cái gì? Làm cái gì? Hoàng hậu á. Làm hoàng hậu vợ của ta. Sướng mày tắm ơi. Trời ơi mọi người ơi. Tôi có đẹp làm hoàng hậu nè. Con em đẹp chết luôn. Trời, vậy là thằng thiếp được làm hoàng hậu hả ngài? Đúng rồi. Trời ơi. Đây là hoàng hậu rồi nha. Trời ơi, đi là hoàng hậu rồi. Gà, kinh tạm vậy. Ê, có bị ngáo không? Được hoàng hậu cái vậy hả? Dạ, thằng thiếp xin bái kiến hoàng thượng. Tôi phản đối. Phản tắm bạn tôi. Mày phản đối cũng được gì đâu, mày ăn mập như heo vậy, nghĩ sao mà ăn dừa dài của người ta? Mẹ không có dừa đâu, mẹ nói. Tại tao ốm. Con vợ nó đậu rồi kìa. Thôi đừng có cãi nhau nữa, nó đậu rồi. Ủa đứa này chứ nổi đi về. Nhục nhã à. Mày đâu, đưa hoàng hậu về cho ta. Dạ. Bạn bè gì đây? Hôm bữa mày còn nhờ tao. Trời ơi. Lúc tao cần có bản mặt của mày đâu. Bữa nay được thấy sao có quà làm hội mà bạn bè ơ đồ. Bắt mệt hả? Thôi về chị em không có nhận bạn bè đâu. Bữa nay còn trả mày đi coi trai nữa mày nói gì vậy? Cái chuyện đó chuyện của cưng nha. Rồi né ra đây ta đưa hoàng hậu về cung. Đưa mày cho tao. Nhưng mà về. Dạ thưa hoàng thượng, thằng thiếp có một điều thỉnh cầu á. Là tại vì á chuyện này nó cũng bỡ ngỡ đến nhanh quá, thằng thiếp lót không có kịp. Cho nên là thằng thiếp muốn xin về nhà để sắp nhang ba, rồi cho thằng thiếp ở nhà vài ngày rồi thằng thiếp sẽ hồi cung cùng hoàng thượng.
Được, tao đồng ý. Dạ. Để tao cho người đi theo nàng về. Dạ. Mày khóc nè. Bây giờ mày không được cái gì nữa, không có làm hoàng hậu được kìa. Dạ con chào gì? Tối nghe. Tại sao con hoàng hậu không quỳ xuống? Gì không cần phải quỳ đâu. Hai anh thông cảm, tại vì tôi cũng tuổi già sức yếu. Chính chào hoàng hậu. Chỉ nước khóc hoài. Chào hoàng hậu kìa. Chào hoàng hậu. Ui mày không có giống con người chút nào luôn á. Nói chung là ôi nó nghe nè, họ nói anh nghe, tôi thương nó dữ lắm luôn á. Hồi đó là nó ở với tôi nè, mặc dù là mang tiếng là con của chồng tôi thôi, chứ mà hả, trời ơi, tôi coi nó như con ruột vậy đó. Tôi thương dữ lắm, tôi thấy nó cực khổ. Nhưng mà nha, nó nghe nè, dữ gì phải sao con bói đâu. Ủa chứ mày ghét con lắm hay gì? Đâu có, trời ơi, người ta nói là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi đó. Dạ, con hiểu không? Bị cái gì nó vậy? Con không thương gì với em lắm. Lôi hai mẹ con ra quánh 20-30 hèo cho ta. Dạ. Cái này là gì nữa là thương cho roi cho giọt mà thì con thương con mới quánh. Đây không có gì trơn á. Ủa nó nghe nè, nó không nghe chứ đó hả? Vì nhìn con là vì biết con cái số phụng hoàng rồi. Chỗ này làm hoàng hậu trộn này đẹp dữ vậy sao? Thấy đẹp không? Đẹp không? Chị đẹp quá, chị tắm đẹp hết. Đẹp quá trời luôn. Thôi, con vô chân con thay đồ cái gì nha. Con có mệt không? Dạ. Để gì nó nấu cơm cho mày hả? Không cần nấu đâu. Dạ, con vô thay đồ đi ha. Dạ, con tỉnh đang gì con đi thay đồ. Lui. Dạ. Dạ. Cho hai anh lui luôn hả? Mẹ, nó là hoàng hậu ơi kìa, con không chịu nó. Mày không chịu giờ làm gì nó hả? Mày không chịu giờ nó cũng làm hoàng hậu rồi. Mày á, vô dụng, ăn cho mập thay vô rồi không làm gì được chứ. Ê tính sao con chịu, con muốn làm hoàng hậu mà, hoàng hậu à. Nhưng mà làm hoàng hậu có yên ổn với tao không, làm chuyện. Chờ đi tắm. Bị gì vậy, mẹ bị sao vậy? Ơi. Ôi, bông bóng bằng bằng, lên ăn rau vàng rau sạch nhà ta, chứ ăn rau hẩm cháo hoa nhà người. Bóng ơi, lên cho nghe này cái bóng ơi. Lên đây cưng ơi, lên ăn đi. Chị nay cho ăn rau vậy trời, nay ngày rằm á trời. Cái gì? Nay rằm cái gì cho ăn chay vậy? Bữa nay chị có chuyện vui ăn chay đỡ đi em, nè ăn rau vui vậy. Ây da. Trời ơi, nói nghe nè, chị sắp làm hoàng hậu rồi đó cưng. Ủa, chị sắp làm hoàng hậu rồi hả? Ừ. Trời ơi, vui quá, mà kệ chị nói em chi vậy? Ê mà nó nghe là chị làm hoàng hậu đúng không? Chị dắt em vô trong cung chị nuôi được không? Chứ chị để em cái đìa này nó húi quắc hả? Nó đen hui rồi nè. Ôi, ok cưng, chừng nào mà chị làm hoàng hậu đi, rồi chị xây cái đìa cho em ha. Dạ chị xây cái đìa bự bự cho em nha. Rồi, xây cỡ bự gồng gồng đi ha, cho em vô chổng bơi ha. Bơi chổng á chứ cái đìa này nó thúi mà nó nhỏ, nó đen nữa chị thấy không? Rồi. À, trời ơi, bữa nay chị đi thử giày hả cưng? Chị thử giày thành công rồi. Ôi, chúc mừng chị nha. Rồi, ăn đi. Rồi, ăn nữa không? Lạc quá à. À, lạc quá hả? Vậy thôi đi, chiều cho nấu cơm cho ăn nha. Trời ơi, nhịn đói quá rồi. Vô nha. Nhớ đem em đi nha. Rồi. Đâu, dẫn mẹ ra. Chỗ nào? Nè, thấy bà ngồi ở đây nè. Chỗ này hả? Ừ. Ôi, giờ sao mà kêu nó lên? Hả? Bây giờ sao kêu nó lên giờ? Mẹ có gì ăn không? Đi vô động lấy cơm ra. Mà quan trọng sao kêu nó lên ta? Thì kêu lại đi. Hú. Không lên. Hú. Cú. Không lên con ơi. Từ từ. Không có lên mày ơi. Hồi nãy nó có đập nó kêu sao mà nó lên hay vậy? Cái gì sao? Cái gì mà bóng bóng bang bang lên ăn bún bò, bún thịt nướng gì đó. Rồi. Ok. Bóng bóng bang bang đúng không? Ừ. Bóng bóng bang bang lên ăn bún bò phở tái nhà ta. Ơi, mày kêu vậy sao nó lên? Mày cho nó ăn sang vậy? Bây giờ kêu sao ta? Rồi, bóng bóng bang bang lên ăn bún bò. Mày để tao kêu luôn đi, nó nhiều khi nó thích ăn sang, bữa nay nó thích ăn sang. Bóng bóng bang bang lên ăn bún bò phở tái nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Ê nó quần gì con ơi. Đâu phở đâu?
nay đổi món á chị. Đúng trời rồi. Ôi mẹ nó mà già vậy xấu gì trời. Xấu không hả? Mày là con gì mày nói tao nghe. Con cá chứ con gì. Con cá gì? Con cá bóng. Trời ơi, con tắm nó nuôi mẹ đây là nó hại tao đúng không? Có hại gì được bà đâu, tôi có lên được đâu mà hại. Rồi đi lên đây, lẹ. Sao lẹ. Mày lên? Tao nắm đầu mày lên, lẹ. Sao nhanh sao lên. Mà nắm lên được. Còn không tao tát cái này ra là tao bắt mày lên đó. Lẹ lên. Cái gì húi quắc còn tát nữa. Dạ con chào gì? Con ăn cơm đi con. Dạ. Con bới cơm cho chị đi con. Dạ. Con hôm nay mình ăn cá gì vậy? À con cá này là chị bắt dưới hồ lên đó. Chị bắt dưới hồ lên. Đúng rồi. Mà nó nằm ngay hồi mà dì bắt lên đó, nó như muốn biết nói luôn á con. Rồi cho nên dì thấy dì mặc dù dì hơi sợ nhưng mà cũng gán là mừng để cho con ăn. Con cá này sao vậy con? Sao vậy? Dạ. Ăn cơm đi con. Dạ thôi dì ăn đi con, đừng ăn thấy non ngang rồi. Ăn cá nè, ăn cá nè. Thôi dì. Con đừng ăn thấy non ngang. Con ăn đi. Dạ, ông cho dì cái ăn đi. Chị ăn đi chị. Thôi vậy thôi dì ăn. Dạ. Nè ăn miếng cá nè. Thôi con không ăn đâu, dì ăn đi. Sao vậy? Cá này má thương chị lắm, má mới nhường cho chị ăn đó. Ngon con, thịt con cá này nó ngọt ghê luôn. Ngon lắm hả mẹ. Công nhận, từ hồi chị con lên làm hoàng hậu, ta nói mặc đồ đẹp làm sao, toàn là gấm chóc lụa là, đồ mắc tiền nhất của cái làng này luôn đó con. Coi kìa, rực rỡ, sáng chói cả một góc trời luôn. Mấy đời con tu mà được như chị con. Công nhận Tấm ơi, con đẹp quá Tấm ơi. Gì nở mày nở mặt với nguyên cái làng này luôn đó. Thật ra cái gì nói chuyện nhiều quá. Đó thật ra là dì ăn không có vô. Có gì sao vậy? Phần là tại vì con sắp hồi cung rồi á. Dì buồn dì nhớ con. Mà con cũng biết mà, dì tuổi già sức yếu rồi, dì cũng đâu có mong cầu gì. Em con nó cũng còn nhỏ mà con đi vậy à, vì thế gì hiu quạnh lắm. Gì có gì, gì cứ nói đi, không sao đâu. Mà vì bệnh bữa giờ gì đâu có dám nói với con. Nhưng mà gì nghe nói ở bên trong rừng trong kia nè, có một cái loại thảo dược nhưng mà nó mọc ở trên cây cao lắm, mà ở trong rừng sâu lắm, mà cái thảo dược nó trị bách bệnh mà em con nó không có biết đường đi. Ở đây có con hồi xưa, con còn hay đi, con còn biết. Dạ dạ dạ, gì gì đấy con hái cái gì dạ, coi như đây là con trả hiếu chứ gì, bao nhiêu lâu nay đi con là thân, bây giờ canh vàng lá ngọc là hoàng hậu rồi, gì đâu có dám phiền con đâu. Không sao đâu, cái này coi như là con trả hiếu cho gì đi. Nhưng mà để con lấy đồ của đi, không gì có đành đoạn. Dạ không sao đâu gì. Mẹ hay quá vậy, để tao coi. À, con ơi, chuẩn bị tinh thần lên làm hoàng hậu như thế nào rồi? Chứ sao nữa, con có mẹ mà. Trời ơi, giờ đi hái ở đâu trời? Trời ơi, mà khó kiếm gì ta? Cái mùi gì thơm vậy ta? Trời ơi, cái điều sao xa trái như vậy? Ơi, trời ơi, trái chín kìa. Điều ơi, Điều ghê bị bà để bà lụm chứ bà không ăn. Ghê đi Điều, ghê đi cưng. Sao không ghê ta? Ghê đi cưng. Mẹ bà đó. Làm gì tươi quá ta vậy trời? Làm gì tươi cây người ta vậy? Dạ trời ơi, con tính hái điều. Hái điều gì mà hái điều, ít nhất cũng phải hỏi chủ người ta chứ. À, biết đâu con thấy điều sai trái của con kêu nó rụng, nó không rụng, con cưa nó chó lẹ. Nghĩ sao vậy, ở đâu lại đây là vậy? Dạ dạ con xin giới thiệu với bà con là hoàng hậu. Hoàng hậu gì cũng gì hết trơn nhá, không ai xin người ta. Đây nè, tôi bán nè, có mua không? Ồ. Tự nhiên cái cưa cây người ta. Vậy bà bán hả?
Chị con lấy hai trái này nha. Có gì bà vô hoàng cung lãnh tiền nha. Trời ơi, thôi thả đi, làm gì có hai trái điệu đi vô tới hoàng cung lấy tiền hay sao? Dạ thưa bà, con không có tiền ở đây. Con không có tiền rồi sao? Thôi nhịn đi bà nội ơi, khỏi ăn hỏi gì uống gì đâu. Chút nè, đứng đây cưa ngồi nữa là báo quan thiệt đó nha. Dạ, con xin lỗi. Ờ, đi đi, đừng có ỷ hoàng hậu không muốn làm gì làm nha. Trời ơi, có người gì đó kỳ cục. Ơi, ta nói cuộc sống của mẫu thân hoàng hậu tương lai đó. Hoàng thượng Giá Lâm. Tiện phụ xin bái kiến hoàng thượng. Bình thân, hôm nay tới ngày ta đi đến ta rước hoàng hậu của ta. Hoàng thượng đến đây để rước hoàng hậu sao? Cám à. Dạ mẹ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Dạ, đây là hoàng hậu. Ủa, ta nhớ hoàng hậu của ta tên Tấm mà. À, em Tấm rồi. Đâu ra con mắm xấu dữ vậy? Hoàng thượng. Mẹ. Tiện thiếp xin nói cho hoàng thượng nghe đó. Nàng Tấm đã quy thiên rồi. Sao? Chẳng ấy thì sao? Nàng Tấm đã quy thiên rồi. Ngươi kể đầu đuôi con chuyện cho ta nghe. Dạ. Là nàng Tấm tỏ lòng hiếu thảo, đi vô rừng sâu hái thảo mộc chỉ cho tiện thiếp. Nào ngờ gặp phải thú dữ. Không là hai nghe. Người hai người kêu nàng đi vào rừng không à? Không có. Nàng Tấm là một người hiếu thảo, tiện thiếp bệnh lâu ngày không khỏi nên nàng Tấm đi vô rừng sâu, nào ngờ bị thú dữ bắt đi rồi. Hoàng thượng ơi, bây giờ bần cùng quá, tiện thiếp không có gì để thay thế, nên xin dâng hiến đứa con gái ngọc ngà cho hoàng thượng. Thôi được rồi, từ từ đi, ta nhức đầu quá. Quân đâu? Đưa về trước hoàng cung trước đây rồi tao tính sau. Dạ. Dạ. Con em nữa nè. Em chưa? Ai quen gì mày ơi. Cái gì vậy? Mệt quá. À, sao mà dơ vậy? Hoàng thượng ơi, Tấm nè hoàng thượng. Dạ, dạ thằng thiếp bái kiến hoàng thượng. Sao hồi nãy ngươi nói vợ ta đi vào gần bị thú dữ chân đầu luôn rồi. À, ai nói dữ ăn? Hả? Con nào ăn em? Thì trong rừng đó thú dữ nhiều. Mẹ tưởng gì, tưởng nó là con bị thú dữ bắt đi rồi con đi mấy ngày trời con không về. Vậy đó thằng thì đụng với cô nào dám bắt con. Con làm thịt hết trơn rồi. Làm thịt hết hả? Ừ. Nó dữ lắm á. Gì? Nó dữ lắm luôn á. Trời, 80 đứa con ngồi chơi cái một, đừng nói còn con hai con nha. Con này là con gì chứ phải con người trời. Dạ. Rồi vậy là tôi vui rồi. Vậy là mẹ con nhà ngươi định hại vợ ta đúng không? Không có. Ai mà hại? Quân đâu? Đừng có. Vậy đừng có nghĩ là con không biết gì chuyện gì chị đang làm. Làm đó. Là con nhắm mắt làm ngơ thôi. Đấy. Chị muốn hại con đúng không? Có. Nhưng mà thôi. Con tặng gì con. Sống ở đời á, có đức á, mặc sức ăn. Đúng nha. Sống mà kiểu mà mua hãm hại người ta thì muôn đời không thành công được. Sống ở đời mà có đức á là gì, sống tới già thì cũng có cơm ăn. Còn nếu mà sống ở đời không có đức á, cám còn không có ăn nó ngay vậy nha. Con biết cái gì đang làm mà, tại vì con không nói thôi. Nha, con cho làm ngơ thôi. Mà đã coi gì sao, mà coi gì ác đi. Đâu có gì không ác, con chỉ thương con quá trời thương luôn. Gì không ác ai ác? Thì ra hay mẹ con nhờ ngươi hại Tấm. Không có. Mấy ai đồ mát hôn vậy đó. Thôi được rồi. Nó nghe là gì? Lột cái mặt nạ ra đi nha. Nha. Đẹp nè mặt nạ đâu. Bên trong á là con quái vật, đừng để bên ngoài tỏ ra thánh thiện. Có mà nè, nhưng mà thôi con bỏ qua cái gì. Coi như là đó là ơn nghĩa gì à, giúp đỡ con như lâu nay, coi như con bỏ qua cho gì. Đưa hoàng hậu về con. Còn hai người, lôi hai mẹ con người này ra đánh 52 đứa ta. Dạ. Tha mạng. Hai mua trời điệu lắm mà. Hai mua điệu. Ủa? Bà nội đi nữa rồi. Ôi, hoàng thượng, thằng thiếp muốn ăn điều. Nàng thích ăn điều à? Dạ. Mua hết về cho nàng hết. Thôi, dạ. Thằng thiếp ăn hai trái điều là được rồi. Để cho hoàng hai trái điều, rồi ngươi vào hoàng cung người lãnh tiền. Trời ơi, hồi nãy là gặp bà nội này, bây giờ gặp ông ngoại này nữa, nghĩ sao từ đây đi tới hoàng cung lấy tiền vậy? Thôi được rồi,
có đứa nào đem tiền đây không? Không, để hồi mẹ trả cho. Không cần đâu gì. Dạ. Con à, dạ, xin phép mà tặng nhà gì về em người trái. Hai người hai trái điều. Dạ, dạ, ăn cho biết điều. Con trái con lấy nha bà nha. Lấy dạ, đi. Dạ, vô quần cung lãnh tiền nha bà. Thôi, khỏi đâu. Hai trái còn chưa trả nữa, bây giờ thêm trái nữa. Nghĩ sao mà đi tới quần cung lấy tiền vậy? Thôi để gì trả cho. Dạ, để nhà trả. Dạ không cần đâu. Chứ bình thường con cũng cãi tủ gì coi mà. Coi như là tôi tặng cho đi hai trái đi. Rồi mai mốt đừng gặp nhau nữa nha. Ờ, bán hai lần gặp hai lần nha. Thôi được rồi, đi đưa hoàng hậu về cho ta. Dạ. Còn hai người vẫn đến dạ, con người này 50 hiệp cho ta. Dạ. Cô, tạm ơn cô mẹ, tạm ơn.